Có tới 85% người xem chưa bấm nút đăng ký kênh của tôi. Anh em nhớ kéo xuống, bấm thích video này và bấm nút đăng ký kênh nhá. Đừng bỏ quên đấy. Hello các bạn, tôi là GNDTT và để tôi kể cho các bạn xem chuyện gì đã xảy ra ở tập trước. Là tôi và con tôi đang rất là yên ổn ở nhà thì bỗng dưng có một thằng gõ cửa, và chính là thằng này đây, các bạn còn nhớ không? Thằng ấy có vẻ gầy gò và trông khá là không cân bằng. Tôi to hơn rất nhiều và các bạn nghĩ trận chiến này tôi sẽ giành chiến thắng một cách tuyệt đối. Nhưng mà không, một nắm đấm của nó như trời giáng, bởi vì nó cũng là một vị thần, giống như tôi là thần chiến tranh. Còn nó, tôi không biết là thần gì nhưng chắc chắn đang mạnh hơn thần chiến tranh. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, long trời lở đất. Và tiếp theo như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi trong video này. Và ngày hôm nay, tôi và con tôi cũng sẽ quyết định lên đường để đi tìm vùng đất lá đỏ, một nơi mà có chứa con rùa khổng lồ. Con tôi cả đời chỉ mong được một lần nhìn thấy con rùa khổng lồ ấy thôi. Rồi, đã để anh em chờ quá lâu, bắt đầu vào video nào. Cái thằng này có vẻ như là từ nãy giờ nó đấm tôi thật, và bây giờ nó còn đang khiêu khích tôi những cái lời rất là cay cú. Tôi đã không muốn đánh nó từ đầu rồi, nhưng mà chắc là tôi nghĩ đã đến lúc phải rồ lên thật thôi. Tao nhịn mày một tí mà mày... Mà mày... Ui... Ui, kể từ khi tôi giận dữ lên, các bạn đã nhìn cái tốc độ đánh và những cái đòn đánh của tôi này cực kỳ nhanh, và lại có cả cái sức hủy diệt vô cùng kinh khủng nữa. Tôi đấm nhẹ phải vào cái cây vỡ toác. Tôi chạm nhẹ vào cục đá bay màu. Vậy mà cái nắm đấm đấy của tôi lại cứ liên tục vã vào mặt cái thằng này. Vậy thì thằng này chịu thế nào được nhỉ? Ngu ngục. Úi dồi ôi. Thôi, thằng này chắc quả này xong với tôi rồi. Ồ, nhưng mà tôi lại có thêm một ý tưởng nhé, là chúng ta sẽ đè cả cục đá này lên nó. Bởi vì nó là một vị thần nên những cú đấm đấy chưa ăn thua đâu. Nhưng mà cái này thì nó sẽ ăn thua này. Đấy, các bạn thấy chưa? Giờ sao nào? Dậy đi, dậy nữa không? Bình thường thằng này rất là dai các bạn ơi, nhưng mà chắc sau cú này thì cũng phải nằm xuống thôi. Tôi thì cũng đã bị thương nặng rồi. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại ngôi nhà để xem con trai tôi có bị gì không. Thật ra tôi đang rất đau nhưng... Gì đấy nhỉ? Đừng bảo là... Không thể nào, thằng này nó vẫn còn sống. Ngậm mồm vào, mày nói quá nhiều rồi. Thằng này dai như đỉa các bạn ơi. Chưa thể chiến thắng nó ngay được. Sức mạnh của nó thậm chí càng lúc càng gia tăng. Tôi cảm nhận được như vậy. Các bạn có thể nhìn thấy bọn tôi đang đẩy tách hai vùng đất ra khác nhau này. Ui dồi ôi. May là tôi có mang theo con rìu. Quả đấy mà không kịp lôi rìu ra thì có mặt xuống vực. Người tôi thì cũng đã chảy rất là nhiều máu. Bởi vì trận chiến này nó khó hơn tôi tưởng. Thằng này nó còn đều cáng, nó còn chơi trò đánh lên nữa. Các bạn chờ tôi một tí, tôi sẽ phải phục hồi lại vết thương đã. Tôi có khả năng tái tạo mà, giống như kiểu người sói ấy. Được rồi, hãy cùng kết thúc trận chiến này nào. Nó bắt đầu bung sức mạnh của nó ra rồi. Tốc độ này, oh my god. Tôi thì đã bung gần hết sức mạnh của tôi ra từ đầu, nhưng mà thằng này nó còn rất nhiều sức mạnh nữa. Nó chưa thèm dùng với tôi các bạn ạ. Thôi được rồi, mày có thể dừng trận chiến này lại được không? Tao trao cho mày cái chức thần chiến tranh của tao luôn. Mày là thần chiến tranh cũng được, tao không cần nữa. Cho tao về với con trai của tao đi. Đây rồi. Mày, giữ cổ nó. Rồi, nó đi rồi các bạn. Xuống vực đi. Nằm về nhà thôi. Tôi về nhà với con trai của tôi thôi. Hôm nay phải đưa nó đi đến vùng đất lá đỏ nữa. Đi nào anh em. Cha con tôi đang trên đường cùng nhau đến cái vùng đất lá đỏ, mà bây giờ tôi mới nhận ra là thằng con tôi nó không biết leo trèo. Vậy là các bạn nhìn đi này, nó cứ ngồi sau lưng tôi cứ phải cõng nó thôi. Mệt vô cùng. Ở vùng đất lá đỏ nha, là các bạn phải hiểu là ở đấy toàn những cái cây gì đó màu đỏ rất hay. Và cha con tôi đang trèo lên đỉnh núi để có một cái tầm nhìn tốt hơn, giúp tôi tìm được cái vùng đất lá đỏ nó đang ở chỗ nào. Con hãy ngắm nhìn đi, ngắm nhìn cái thế giới này, và con hãy xem vùng đất lá đỏ sẽ ở đâu. Đâu, chỉ cái gì đấy? Cuộc đời ta vốn chưa từng phải nghe ai bao giờ. Mày nghĩ mày chỉ như vậy mà tao lại đi theo lối của mày á? Không hề. Tôi lại quyết định rẽ phải thưa các bạn. Lối này chắc chắn là an toàn. Ui, con trai, lùi lại con. Có sinh vật gì kìa. Con trai từ từ, để ta. Một vài những thằng quỷ cây thưa các bạn. Đừng có.
động vào con trai của ta. Này, tôi nhận ra một điều nhá, là bọn quỷ cây này khi mà tôi chém vào người chúng nó, máu của chúng nó lại là những cái dòng dung nham nóng chảy. Thông thường như vậy là quanh đây sẽ có một vài những cái con quái vật dung nham thưa các bạn. Có thể là sẽ có một con titan hệ nham ở gần đây. Để một lát nữa xem sao. Một lát nữa kiểu gì chúng ta cũng gặp thôi. Trước mắt thì tôi sẽ phải bảo vệ con trai tôi khỏi cái đám quỷ nhố nhăng này đã. Ồ thế cái bọn này mày lại không biết là mày đang đánh nhau với ai à? Tao vừa chiến thắng một cái thằng thần khác ấy mà chúng mày lại dám sử dụng những cái cành cây ẻo lả đấy để vả vào mặt tao. Tao đánh cho bây giờ đấy. Được rồi đi thôi con trai, hết kẻ thù rồi. Này cái bức tường này có leo được không? Ui dồi, chán thế đấng nam nhi. Từ từ thôi. Thằng con tôi nó cứ đi vội đi vàng, kiểu gì cũng gặp cái rắc rối. Từ từ thôi, tao thề mày là cái cầu ấy sẽ sập, mày tin không? Mày mà cứ làm như... ha, tao đã nói gì nào? Ok, mình là bố nó cơ mà, không được, phải ra cứu nó phát á. Từ khi bọn tôi đi vào cái hang này, bọn tôi nghe thấy một cái âm thanh rất là kỳ dị của một phụ nữ. Giống như là những cái tiếng rên rỉ, những cái tiếng khát. Và có vẻ như cái người phụ nữ này sẽ già này. What the... cái gì vậy? Chúng ta không thể chạm vào người bà ta được. Bà ta quá nhanh. Và mỗi lần chạm vào bà ta sẽ hóa thành một làn xương. What the fuck? Vậy thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Đây là cái quái gì vậy? Không được rồi. Tôi ném dìu vào cũng không có tác dụng. Bà ta đang quá tập trung vào tôi. Những cú ném... khoan. Tập trung vào tôi. Vậy thì bà ta sẽ không tập trung vào con trai tôi. Con trai, tìm cách bắn cung trúng bà ta đi. Bà ta sẽ không thể né được những cú đánh của con nếu mà đang tập trung vào ta. Đúng rồi, làm tốt lắm. Mày, ôi, vẫn chưa được các bạn ơi, một phát nữa. Con trai, cố gắng bắn thật chính xác. Đúng rồi con trai. Thậm chí con hãy là người kết liễu bà ta đi. Tập trung vào. Thở đều. Đấy, đấy. Được con ơi, đúng là con trai của ta. Giỏi đấy. Tết này bố cho phép mày nhuộm tóc. Được chưa? Nó thích nhuộm tóc các bạn ạ, nhưng mà tôi không cho. Nhưng mà nó vừa lập được một chiến công hiển hách quá nên là tôi phải đồng ý cho nó. Có vẻ như chúng ta sắp đến vùng đất lá đỏ rồi. Dấu chân của lợn lòi. Chúng ta sẽ săn con lợn lòi để ăn thịt lợn lòi tối ngày hôm nay. À, con trai thấy được không? Nhưng mà cứ đi từ từ thôi, không phải vội vàng đâu. Ôi dồi ôi, cái này không phải lợn lòi các bạn ạ. Nhưng mà tôi đã có những cái kinh nghiệm trong những cái lần chiến đấu với những con quái vật khổng lồ. Chơi! Chúng ta phải vô cùng cẩn thận, bởi vì cái chùy của nó là một cái chùy nguyên tố dung nham kết hợp với lửa và có thể làm cháy chúng ta. Và tôi đang bị cháy đây này. Ui, với một cái chùy nóng bỏng như vậy, tại sao thằng này nó vẫn cầm được nhỉ? Cầm vào nó phải rát hay là thế nào chứ? Chúng ta cũng đồng thời phải đi tiêu diệt những cái con quái thú nhỏ nhỏ đứng bắn xung quanh, vì để bọn ấy sống sót thì khá là nguy hiểm. Nhưng mà được rồi, tôi đã nắm thóp cái thằng quái vật này rồi. Tôi có thể kết liễu nó cho các bạn xem. Quan sát này. Được chưa con? Trời ơi, bố mà lại. Nào đi từ từ thôi, không là bị lạc đấy. Thằng con tôi nó cứ vội vội vàng vàng các bạn ạ. Gớm sao trời sương mù thế nhỉ? Con trai. Con ơi. Con ở đâu? Mày ở đâu mà sao? Không tìm được con ơi. Sương mù quá. Tôi chết rồi. Không thể để con tôi lạc được. Mày để ở đâu thế con? Có thể lên tiếng được không? Đây là đâu? Cô ấy là một phù thủy. Vậy thì nơi này chính là vùng đất lá đỏ rồi. Tôi biết ngay mà. Đây là một phù thủy canh giữ khu rừng. Và chúng ta đã đặt chân đến vùng đất lá đỏ. Ở nơi này rất đẹp, tôi sẽ cho các bạn xem. Oh my god. Thật sự là quá đẹp. Ui, cảnh vật này tôi chỉ muốn các bạn đang ở đây cùng với tôi thôi. Cái gì kìa? Con trai. Chính là nó đấy. Rùa khổng lồ đấy. Rùa khổng lồ ở vùng đất lá đỏ. Rất nổi tiếng các bạn ạ, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới được gặp. Các bạn hãy nhìn những cái đường vân trên người nó kìa.
Bản thân nó là một ngôi nhà các bạn ạ. Và cái cô phù thủy này xây cái ngôi nhà ở trong người nó. Nó có cả một cái cây mọc ở trên lưng nhá. Ủa, nó đang nhìn tôi này. What the... Chúng ta sẽ đặt con lượn lòi xuống đây. Xin chào mọi người, tôi là GNDTT. Và hôm nay tôi đã thực hiện được cái niềm mong ước của con trai tôi là đến vùng đất lá đỏ và gặp được con rùa khổng lồ. Để tiếp tục với những cuộc hành trình sắp tới, các bạn nhớ kéo xuống, bấm thích video, bấm đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trong cuộc hành trình lần sau nhé. Bye bye mọi người.